đội tuyển Việt Nam chia tay Trương Tiến Anh, đón Quế Ngọc Hải trở lại với tập luyện. Tối ngày 11 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách tại Philippines trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng F vòng loại World Cup 2026. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Trozier đón tin vui khi mà hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng với các đồng đội. Quế Ngọc Hải đã bị tổn thương cơ bắp chân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại Đại Liên dịp FIFA Days tháng 10. Khi đó, Quế Ngọc Hải được chẩn đoán là phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Kể từ đó cho đến nay, Quế Ngọc Hải đã tích cực tập luyện hồi phục dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ đội tuyển. Những ngày vừa qua, hậu vệ này cũng tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị riêng biệt và có những tiến triển rất tích cực. Đến buổi tập hôm nay, anh đã có thể gia nhập các bài tập chung cùng với toàn đội. Cũng trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Philippe Trozier đã đưa ra quyết định đầu tiên về nhân sự khi phải nói lời chia tay với hậu vệ Trương Tiến Anh. Nếu không có gì thay đổi, trước khi lên đường sang Philippines, nhà cầm quân người Pháp sẽ rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ trẻ được gọi lên để tập luyện chung cùng với đội tuyển nhằm tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, gồm có Trần Nam Hải, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Hà Văn Trương, Trần Mạnh Quỳnh đã hoàn thành giáo án và được trả về câu lạc bộ. Ngày 12 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi cuối tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó sẽ lên đường sang Manila, Philippines vào sáng ngày 13 tháng 11. Tại Manila, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trozier sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để bắt nhịp cùng với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới.